Chúng ta bây giờ hãy nói tới Ethereum đi Thì các bạn thấy được là Ethereum bây giờ đang xoay quanh cái mức là 1.700 đô Thì với cái mức đó đó, cái vốn hóa của mạng lưới Ethereum đã còn nhiều hơn những công ty lớn Những ngân hàng lớn như là Wall Fargo, Morgan Stanley, American Express, Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, HSBC Hong Kong Shanghai Bank Corporation và IBM Các bạn thấy được là ngay cái Ethereum bây giờ vốn hóa đã nhiều hơn những công ty này rồi Và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được đó là công ty Grayscale đang mua có số lượng rất là lớn Thì nó chia sẻ thông tin này ngày hôm qua Thì breaking news sau khi mà công ty Grayscale thêm 21.113 đồng Ether trong vòng một ngày Thì công ty Grayscale bây giờ đã hiện lưu trữ hơn 5 tỷ đô la Ethereum Chỉ trong vòng 7 ngày kể từ khi mà mở lại cái quỹ đầu tư Ethereum Thì công ty Grayscale đã thêm 104.990 đồng Ether trị giá 180 triệu có như công ty Grayscale mua một cách kinh khủng có nghĩa là cái sự hứng thú liên quan tới Ethereum từ những nhà đầu tư lớn đang rất là mạnh Đây cũng là một điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này Khi mà họ đã tích lũy đủ Bitcoin Và Bitcoin đã tăng tới một bước nào đó thì họ sẽ xoay qua Để mà tích lũy Ethereum Và nhất là các bạn thấy được là Ethereum bây giờ đang là một đồng Mà rất là nổi Thì ngày thứ hai này, ngày 8 đây là sẽ có cái hợp đồng tương lai Ethereum trên sàn CME Chúng ta hãy chờ đợi xem coi là ngày hôm đó giá cả sẽ như thế nào Hy vọng là chúng ta không thấy một cái sự xả hàng, chỉ là ngày hôm qua các bạn thấy được Ethereum đã trở về cái mức 1 700 đô, nhưng mà trong vòng 5 ngày qua thì cái sự tăng trưởng là bao nhiêu? Các bạn thấy được là trong vòng 1 2 3 4 5 thì có thể nói là cái từ cái ngày là ngày 1 tây cho tới bây giờ đi thì cái sự tăng trưởng của Ethereum cho đến cái giá cả ngày hôm nay là 29 30%. Thì chúng ta hãy xem coi là ngày 8 tây khi mà thông tin chính thức là cái hợp đồng Ethereum ở trên CME ra thì giá cả có đi xuống hay là không Nhưng mà trong tương lai tới đây thì Ethereum vẫn là một đồng mà thường tiếp tục lưu trữ Và thường có đăng một cái thông tin có thể là nhiều bạn hiểu lầm về cái thông tin này để thường chia sẻ thêm Nhưng mà trước hết thì chúng ta thấy được là Ethereum tương tự như là Bitcoin Bây giờ đã được thu rất nhiều và có rất là nhiều Ethereum rời khỏi sàn và thường nghĩ là cái tình hình này sẽ là một tình hình mà chúng ta sẽ tiếp tục thấy cũng giống như là trong vòng mấy tháng qua và đặc biệt chúng ta cần phải theo dõi là cái đường màu đỏ này đi chính là bao nhiêu phần trăm của ether đang tham gia vào tích lũy ở trong cái mạng lưới ethereum 2.0 nghĩa là tham gia vào staking thì bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đã có 2,57% của tất cả ether đã bị lock lại staking trong thời gian là hơn một năm sau chúng ta mới thấy được cái số lượng ether này di chuyển trên thị trường Thì khi mà chúng ta nói tới thì Ethereum đó, Thì các bạn thấy được là tại sao mà giá Bitcoin tăng Thì đương nhiên bây giờ như bạn có đã biết là tại vì những cá voi tích lũy rất là mạnh Các bạn thấy được cái ví mà có hơn 1.000 Bitcoin Mà thường chia sẻ đã, đã tăng lên liên tục Thì chúng ta bây giờ thấy được là có rất nhiều người phàn nàn về cái phí của Ethereum Cái phí của Ethereum tại sao lại cao như vậy Thực ra cái phí rất là cao thì nghĩ lý do tại vì những cá voi đang sử dụng rất nhiều Ethereum họ đang sử dụng Ethereum để mà tham gia vào những cái dụng DeFi thì cái phí cao chỉ khi nào mà các bạn tính cái phần trăm là giao dịch thấp mà thôi có nghĩa là cái phí các bạn di chuyển là 1.000 Ethereum hay là 10 Ethereum thì cái phí cũng tương đương cho nên nhiều người mà có tiền đó những cái cá cá vôi đó khi mà họ di chuyển số lượng lớn thì họ cảm thấy là cái phí đó cũng không phải là cái vấn đề nếu như mà họ di chuyển là 10 triệu đô la thì họ trả 50 đô cho một giao dịch thì họ cảm thấy rất là rẻ so với lại cái mà họ phải trả trong những cái dịch vụ đầu tư truyền thống không thông thường cho nên đối với lại nhiều những cá voi họ cảm thấy là cái phí đó cũng không mắc lắm nhưng mà cái mà những cá voi cần là hệ sinh thái và tính thanh khoản cao như là họ muốn có một mạng lưới mà có cái hệ sinh thái tốt cũng như là có cái tính thanh khoản rất là cao và mạng lưới ether là một cái lựa chọn cho họ thì trước khi các bạn hỏi là tại sao mạng lưới ether phí cao thì các bạn cần phải hiểu được là lý do là tại vì mạng lưới ether bây giờ rất là nhiều người sử dụng vẫn là mạng lưới rất là được ưa chuộng và Dần đây tôi thường có chia sẻ một cái thuyết ở trên mạng xã hội đó chính là thường sẽ xoay qua tích cực tích lũy đồng Cardano thay vì là tích lũy đồng Ethereum thì nhiều bạn hỏi thường là gì còn Ethereum thường tính như thế nào thì Ethereum vẫn là một đồng thường lưu trữ lâu dài các bạn thấy là Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin và những đồng khác thường đã lưu trữ hơn là ba bốn năm nay rồi và Ethereum thì thường đã tích lũy rất là tích cực trong thời gian là 6 tháng qua thường vẫn tích lũy trong vòng 3 năm qua nhưng mà trong vòng 6 tháng qua thường đã chia sẻ trên channel này là thường đang rất là chú tâm hàng ngày đều tích lũy Ethereum hàng ngày thường đều tính làm sao để mà có thêm được nhiều Ethereum nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cái số lượng Ethereum thường tích lũy đó đã gần như là ngang hàng với là Bitcoin rồi khi chúng ta tính vào cái giá đô la cho nên bây giờ cái xu hướng kế tiếp là thu hướng tích lũy thêm đồng Cardano tại vì Cardano bây giờ vẫn là một đồng mà thằng tích lũy rất là ít để chúng ta nhìn vào cái trang web thuận capital com đi thì các bạn thấy được là thu đang lưu trữ đồng Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoin, Uniswap, Unidot Finance, đồng Polkadot, Link Synthetics thì chúng ta thấy được là cho đến ngày 4 tháng 2 mới đây thì cái phần trăm Ether và Bitcoin gần như đã bằng nhau và Cardano bây giờ là vẫn còn thua rất là xa chỉ có là 2,07% mà thôi cho nên Cardano là một trong những đồng mà thường muốn tiếp tục tích lũy và đồng Cardano vẫn chưa có phá đỉnh cũ bây giờ vẫn là phần nửa mà thôi cho nên Cardano là một viên dự án mà thường muốn tích lũy thêm trong thời điểm này Ethereum thường muốn tiếp tục lưu trữ trong thời gian tới đây Bitcoin thì cũng như vậy nhưng bây giờ thường sẽ tích lũy tích cực đồng Cardano Đây là điều mà thường đã chia sẻ cho những cái bạn xã hội để mà tăng cái phần trăm này lên Và tại sao thì các bạn thấy được đó là một trong những cái dự án mà nếu như các bạn muốn thấy có sự tăng trưởng mạnh trong thời điểm này đó thì phải có những cái yếu tố yếu tố đầu tiên là câu chuyện của dự án đó như thế nào có dễ hiểu hay là không thì tôi nghĩ là câu chuyện của cái dự án Cardano và những dự án tương tự đó rất là dễ hiểu bây giờ nhất là Cardano tại vì Cardano là một cái đồng lớn Cardano có mặt trên nhiều cái sàn giao dịch cho nên dễ dàng được tiếp cận và cái câu chuyện của Cardano bây giờ là muốn cạnh tranh với lại Ethereum thì cũng giống như là hồi sáng này thường xem cái video của Ivan Tech thì Ivan cũng giải thích thường cảm thấy là cũng rất là có logic đó chính là chúng ta nhìn vào giả sử như là thường lấy cái ví dụ đi thường sẽ lấy cái ví dụ là ở Los Angeles đi thì thành phố Los là một thành phố rất là đắt đỏ nghĩa là các bạn thấy là các bạn mua nhà ở thành phố Los thì rất là mắc tại vì nơi đó là nơi mà có đông dân nơi đó là nơi mà có nhiều công ty thì đương nhiên là nhà cửa nó sẽ rất là mắc và nếu như mà thành phố Los Tiếp tục mà phát triển có nghĩa là thành phố đó càng ngày lại càng mở rộng lên thì chỉ thu hút thêm nhiều người mà thôi tại vì thành phố đó càng mở rộng chu vi diện tích thì sẽ càng nhiều người tới cho nên cuối cùng thì các bạn thấy được là thành phố Los cũng sẽ là một thành phố mà rất đông dân bị kẹt xe nhưng mà là một nơi mà rất là tiện lợi cho nhiều người tại vì có nhiều công ty xoay quanh bên đó. Nhưng mà nhiều người thì có thể là không chấp nhận như vậy người ta nghĩ là bây giờ là dọn qua bên quận cam đi thì quận cam thì cách los là một tiếng đồng hồ có thể là quận cam không có sung túc như là thành phố los angeles nhưng mà những thành phố quận cam thì ở đó cũng có những công ty thì họ có thể là chấp nhận tham gia những công ty ở đó thay vì là phải ở los angeles mắc tiền hơn thì quận cam có thể là rẻ hơn cho nên họ có thể chọn lựa là sống quận cam thì cũng tương tự như vậy thôi các bạn thấy được là mạng lưới Ether bây giờ là đang bị tắc nghẽn Cho dù thường nghĩ là mạng lưới Ether bây giờ mà đột ngột có thể là mạnh hơn gấp đôi Xử lý được cái giao dịch tăng lên gấp đôi Thì cũng sẽ có thu hút thêm nhiều cá voi tham gia vào mà thôi Chứ không có thể nào mà nhanh chóng không tắc nghẽn được Ngoài trừ chúng ta có Ethereum 2.0 Tại vì bây giờ mạng lưới Ether giống như là thành phố Los hay là San Francisco gì đó đây là những thành phố mà rất là đông dân và rất là nhiều người yêu thích và Ethereum cũng vậy cho nên Ethereum từ từ trở thành một nơi mà có nhiều cá vô hoạt động tại vì đối với họ họ di chuyển số lượng lớn cho phí không thành vấn đề nhưng mà những nhà đầu tư riêng lẻ bây giờ thì muốn đi tìm những cái mạng lưới khác rẻ hơn Cho nên nhiều bạn bây giờ đã comment nói là mạng lưới của Binance Chain thì rẻ hơn rất là nhiều Cho nên lý do tại sao mà nhiều người bây giờ quan tâm đến Binance Chain Tại vì có những cái ứng dụng phi tập trung DeFi như là PancakeSwap thì đã có sự tăng trưởng mạnh Cho nên cái mạng lưới của BNB mới tăng trưởng mạnh Cho nên tầm BNB mới tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây Có thể là nhiều bạn ở đi tìm kiếm những cái câu chuyện khác như là Cardano thì Cardano bây giờ câu chuyện rất đơn giản Ethereum đã trở thành một cái nơi mà cá voi hoạt động rất mạnh phí rất là cao Cardano sẽ là một cái nơi mà có nhiều ứng dụng phi tập trung cho những người bình thường và Cardano sẽ có cái cập nhật kế tiếp đó chính là cập nhật Gowin vào cuối tháng 2 này mà đương nhiên câu chuyện này cũng là cái câu chuyện mà được nói tới bởi cái mạng lưới của Binance nhưng mà các bạn thấy được là BNB là một đồng mà thường đã lưu trữ nhiều hơn là Cardano Thường đã lưu trữ bây giờ là 3,37% Trong khi Cardano chỉ có 2,07 thôi cho nên thường muốn tập trung vào Cardano trước Sau đó mới tới BNB Tại vì đây là những cái câu chuyện thường cảm thấy là rất dễ hiểu Termium bây giờ đã mắc hơn, tiếng chuyện đã nhiều, nhiều cá voi đang hoạt động ở thị trường Termium, BNB và Cardano thì vẫn chưa cho nên đó mới là cái câu chuyện mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay. Thì ở phần cuối video này, Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Và nhiều bạn có thể biết là bản thân Thuận chỉ thích hô và đầu tư dài hạn nên là trung bình giá. Thuận thì không có thích trade hàng ngày nhưng mà thông tin này dành cho những bạn nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch thì trước hết chúng ta có những ưu đãi liên quan tới sàn margin FX đây là một cái sàn margin nhưng mà hiện bây giờ là không có hỗ trợ Hoa Kỳ nhưng mà những cái nơi khác là có thể được sử dụng như là ở Việt Nam, ở Canada vân vân Và bây giờ SignupX đang có một cái đợt ưu đãi liên quan đến Tết Việt Nam và trong đó chúng ta có những chương trình đầu tiên hết là cuộc thi demo có nghĩa là các bạn có thể là tham gia với tài khoản thử nghiệm nhưng mà có thể được được, được thưởng đọc Tether và tổng giới thưởng trị giá lên tới 2998 Chương trình thứ nhì là cạnh tranh tài khoản thật và các bạn thấy được là cạnh tranh tài khoản thật đó là chúng ta có thể đạt được cái tổng giải thưởng lên đến trị giá là 12.800 đồng USDT và cuối cùng hoạt động thứ ba là chia sẻ lợi nhuận với bạn bè để giành được thưởng may mắn và các bạn thấy được là cái tổng số giải thưởng có thể lên tới 1.103 đồng Tether. để những cái thông tin căn bản các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn. Và ngoài ra như mà nào mà đăng ký tài khoản mới đó thì 20 người đăng ký đầu tiên sẽ được 1.000 điểm Snap, 80 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 500 điểm Snap, và 100 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 250 điểm Snap. Và chương trình này các bạn thấy được là sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 và kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Và đương nhiên, các bạn cần phải sử dụng link giới thiệu của Thuận Capital bằng cách là bấm vào link đăng ký hay là các bạn có thể thêm vào cái mã là wq 30 khi mà các bạn đăng ký sàn FX Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một sàn khác cũng là một sàn margin nhưng mà có hỗ trợ US Trader đó chính là sàn EMT thì sàn này là một cái sàn mà hiện bây giờ các bạn thấy được là có deposit bonus cái nghĩa là các bạn có thể được thưởng và giải thưởng có thể lên tới là 620 đồng USDT các bạn có thể được thưởng cái deposit bonus lên tới 400 USDT và cộng vào đó nữa là các bạn có thể được thưởng thêm 220 đồng USDT khi mà các bạn hoàn thành một số nhiệm vụ và sàn này là một sàn mà cho các bạn sử dụng margin cũng như là các bạn có thể là sử dụng những cái chức năng như là chức năng copy trade và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sàn Binance năng quốc tế sàn này thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều đây là sàn lớn nhất hiện bây giờ và các bạn tham gia thông qua liên thuận capital các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures. Các bạn chỉ cần bấm vào một trong hai link này các bạn sẽ được thưởng cả hai. Các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là bên dưới sẽ để là kickback rate 20%. Đây là một chuyên dẫn chứng là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua liên thông capital. Một lần nữa các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link thôi thì các bạn sẽ được thưởng phần thưởng cho cả hai futures và giao dịch thông thường. Kế tiếp là sàn Binance US. Đây là sàn mà dành cho những bài nào mà đang ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia vào và đương nhiên những dịch vụ mà thuận mới vừa nói tới các bạn có thể là bấm vào cái link màu xanh lá cây đăng ký giúp hỗ trợ thì bên nhóm của thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này cũng như là kết nối với các bạn với lại những cái telegram chính thức tiếng việt của những dịch vụ này và chúng ta cũng có sàn bybit một sàn mở trên đức nổi tiếng mà Thuận làm video gần đây các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà hiện bây giờ cũng không có hỗ trợ hoa kỳ nhưng mà những bạn khác ở những nước khác thì có thể, thể sử dụng và bây giờ sang Bybit đang có một cái chương trình rất là lớn Các bạn có thể được thưởng lên tới 620 đô la Và đây là một cái chiến dịch đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 2 Và nói trở lại liên quan đến sàn MT thì các bạn thấy được là cái bonus này sẽ kết thúc vào ngày 26 tây tháng 2 Cho những bạn nào mà có hứng thú Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn mà rất đầu tiên ở Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase Đây là một cái sàn mà cho những bạn mới sử dụng, rất dễ sử dụng Các bạn có thể là đăng ký thông qua link của thuận capital các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi mà deposit và mua 100 đô la bất cứ một cái crypto nào kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói tới ứng dụng blockfi đây là một cái ứng dụng tham gia để mà các bạn có thể được lãi hàng tháng và bây giờ các bạn có thể được bonus deposit lên tới 250 đô khi mà sử dụng link của thuận capital đây là một vụ mình thường đã sử dụng gần như là một năm nay và kế tiếp đó chính là crypto khoan. thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta sử dụng dữ liệu của crypto khoan rất là nhiều ở trên channel này và các bạn có thể được thưởng 30 đô la credit khi mà các bạn nâng cấp tài khoản thông qua link của Thuận Capital. Và đây là những dịch vụ mà Thuận muốn giới thiệu với các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.